Xin chào khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường nhánh thuộc đường Phan Huy Ích thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến chúng chàng. Cũng như căn nhà mình thì nó có diện tích là ngang 4m2 và chiều sâu căn nhà mình lên đến 12m và được chịu nhà đúc kiên cố, một trệt một lửng và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 4 phòng ngủ chính, trong đó mình sẽ có 2 phòng ngủ master và 2 phòng ngủ vừa ở lầu 3 của căn nhà, và mình sẽ có một cái sân thượng ở phía bên trên cũng được anh chị thiết kế rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền cũng như là khu vực ở phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn giới thiệu đến khách hàng. Căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Khu này mình có tầm cỡ khoảng độ 50 căn và vừa mới xây dựng xong, cũng như mình đã xây dựng xong được tầm cỡ khoảng độ 80% rồi, chỉ còn sót lại vài lô đất đang chuẩn bị xây dựng với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp. Và khu này đã bán cũng như là đã về ở được 5-6 hộ gia đình rồi. Và hôm nay thì có một hộ đang tổ chức vào nhà mới, cũng như căn nhà mình thì nằm sát với lại siêu thị EMAT đang xây dựng. Và dự kiến siêu thị này thì sẽ hoàn thành vào cuối năm 2023. Với căn nhà mình thì chỉ cách siêu thị có vài lô đất nữa thôi. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong. Thì giới thiệu khách hàng về một căn nhà đang có hướng là hướng chính nam của khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và với căn nhà mình thì được thiết kế với mẫu nhà hiện đại, ban công vuông. Lan can thì mình được làm bằng sắt và phía ngoài mình có những mảng tường được ốp nhựa hoa văn gỗ trang trí rất là đẹp, và những mảng cây xanh trang trí cho căn nhà rất là đẹp. Và trong khu này thì Nhà đất Hoàng Tiến đang có đầy đủ với tất cả các hướng, do mình sẽ có hướng chính bắc, chính nam và chính tây, cũng như chính đông của cái hàng thuộc mệnh đông cũng như mệnh tây tứ trạch. Và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong căn nhà. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có thêm bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách căn nhà cũng như khu vực gara để xe hơi. Và căn nhà mình thì được các chị thiết kế cầu thang đi ra phía sau căn nhà. Trên khu vực ở dưới tầng trệt này, anh chị thiết kế phía ngoài mình để xe hơi cũng như là bên trong mình làm phòng khách. Và với sàn nhà mình được lót gạch đá ống kính 80, hai bên tường cũng được ốp gạch đá bóng kính cũng như là ốp nhựa trang trí rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với khu vực không gian phòng khách căn nhà. Mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được các chị sắm sẵn để cắt tặng kèm, kệ để tivi, và mình có một cái tivi 65 inch tặng kèm. Mà di chuyển vào khu vực phía sau thì mình sẽ có những cái kệ tủ để mình để những đồ lưu niệm của gia đình. Và với một cái cầu thang được các chị thiết kế rất là đẹp, với mặt đá cầu thang thì được làm bằng gỗ từ dưới trệt lên đến sân thượng. Và phía ngoài mình có những cái lam gỗ trang trí rất là đẹp. Và di chuyển đến khu vực phía sau mình sẽ đến với khu vực không gian nhà vệ sinh của căn nhà. Mình có một cái nhà vệ sinh rất là rộng để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian gara để xe hơi của căn nhà. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực không gian từ bên trong ra bên ngoài để giới thiệu cho hàng về một căn nhà chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp, nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ và nằm trên một con hẻm một sẹt, thuận tiện để quý hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online. Và đây là khu vực phía trước, khu vực để mình để làm gara để xe hơi cũng như là mở văn phòng công ty. Và di chuyển lên khu vực tầng lửng căn nhà sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Nếu khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến lô hàng đi xem. Một căn nhà nằm trên trục đường nhánh đường Phan Huy Ích thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát với lại ngã tư Quang Trung và Phan Huy Ích, thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm thành phố bằng con đường Quang Trung và con đường Trường Chinh. Với căn nhà mình thì nằm gần với lại
phường 15 quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm cũng như sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì tầm cỡ khoảng 15 phút và mình về trung tâm thì tầm cỡ khoảng 25 phút. Và chỉ với giá hơn 7 tỷ một chút xíu, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đã được các chủ nhà thiết kế full nội thất rất là đẹp. Và trong khu này thì nhà đất Hoàng Tín nó có một số căn nhà muốn giới thiệu đến nhà hàng, và chỉ với giá từ 5 tỷ 500 triệu đồng đến 7 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một trong những căn nhà đẹp nằm tại khu vực này. Và hôm nay nhà đất Hoàng Tín xin chọn căn nhà được thiết kế rất là đẹp để gửi đến quý hàng, với khu vực không gian phòng bếp được anh chị thiết kế full nội thất đầy đủ. Mình có bộ bàn ăn 6 ghế, tủ bếp kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ ăn cường rất là bền và rất là đẹp. Như bên trong không gian phòng bếp thì được anh chị sắm sẵn full nội thất tặng kèm. Và di chuyển lên khu vực lầu 1 và lầu 2 căn nhà mình sẽ có hai phòng ngủ master được anh chị thiết kế rất là đẹp. Không gian phòng ngủ master rất là rộng và nhà vệ sinh rất là rộng. Và bên trong thì mình được full nội thất đầy đủ tặng kèm, còn có giường rộng lên đến 2 mét, có đầy đủ chân ga, gối nệm và tủ quần áo, bàn trang điểm, bàn làm việc. Và phía trước mình có ban công để ra bên ngoài vui chơi và hóng mát rất là thoáng. Và chỉ với giá từ 5 tỷ 500 triệu đồng đến 7 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình những căn nhà đẹp, những căn nhà được thiết kế có thang máy nằm tại khu vực này. Và hôm nay nhà đất Hoàng Tín xin chọn căn nhà đang có giá là 7 tỷ 600 triệu đồng để giới thiệu đến những khách hàng. Và với căn nhà đối diện thì đang có giá là 7 tỷ 800 triệu đồng thì căn nhà đối diện có thang máy. Và đây là khu vực nhà vệ sinh của căn nhà, sẽ có nhà vệ sinh, có bồn tắm nằm, có vách ngăn tấm kính, hệ thống lavabo bàn cầu cao cấp. Và nhà vệ sinh cũng như là phòng ngủ rất là rộng. Tiếp tục thì mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 căn nhà, sẽ đến không gian phòng ngủ số 2 căn nhà, phòng ngủ master số 2. Thì quý hàng đã xem video hãy nhớ đăng ký kênh để nhà đất Hoàng Tín luôn cập nhật quý hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và trong khu này thì rất là có duyên với rất là nhiều khách hàng. Trong khu này thì đã bán được một số căn rồi và cũng đã có một số hộ gia đình dọn về ở và sinh sống. Và như hôm nay thì cũng đang có một hộ gia đình đang tổ chức tân gia để vào nhà mới ở. Cũng như khu này thì xây dựng lên căn nào là gần như là bán căn đó, cho nên là quý khách hàng đang xem video và cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình, chỉ 7 tỷ, hơn 7 tỷ một chút xíu, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tín nó hàng đi xem. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp và với mẫu nhà kiến trúc năm 2022, và với diện tích căn nhà mình ngang 4m2 và chiều dài căn nhà mình lên đến 12m, được xây dựng hết đất, cho nên đa số anh chị ở khu vực này đều xây nhà đều có thiết kế phòng ngủ master, và có tới 4 phòng ngủ, thì trong đó mình sẽ có 2 phòng ngủ master và 2 phòng ngủ vừa vừa, cũng như mình có sân thượng. Và đây là khu vực không gian lầu 3 căn nhà mình sẽ có 2 phòng ngủ vừa mà nhà đất Hoàng Tín đang muốn giới thiệu đến quý hàng. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình thì được làm bằng gỗ sồi chọn lọc rất là đẹp, và sàn nhà mình được lót gỗ, cũng như phòng ngủ căn nhà thì đều được anh chị full nội thất tặng kèm. Và chỉ với giá 7 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình những căn nhà đẹp nằm tại trục đường Phan Huy Ích thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay gần với lại ngã tư Quang Trung Phan Huy Ích. Và căn nhà mình thì nằm sát với lại siêu thị EMAT đang xây dựng, cũng như siêu thị EMAT chỉ cách nhà mình tầm cỡ khoảng độ 50m thôi. Và với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, khu nhà đang có một cái giá rất là mềm, nằm tại trục đường nhánh đường Phan Huy Ích thuộc phường 14 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Một con đường nhánh thông từ trục đường Phan Huy Ích sang trục đường bờ kênh Bến Cát Tham Lương. Và
Khu vực lầu 3 này thì mình cũng có nhà vệ sinh, cũng được anh chị thiết kế rất là rộng, có vách ngăn tắm kính, có đầy đủ hệ thống lavabo bàn cầu, vòi sen tắm và có cửa sổ mở ra bên ngoài, thấy chỗ và ánh sáng rất là thoáng. Và di chuyển lên khu vực phía bên trên sân thượng sẽ đến với lại không gian phòng thờ cũng như là sân thượng của căn nhà. Thì khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhà sẽ liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem, chỉ với giá 7 tỷ, hơn 7 tỷ một chút xíu thôi. Với khu nhà lầu đồng bộ rất là đẹp và nằm sát với lại siêu thị EMAT đang xây dựng. Đây là cái siêu thị EMAT lớn nhất quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, chỉ cách căn nhà mình tầm khoảng độ 20 đến 25 mét thôi. Và căn nhà mình thì được anh chị thiết kế cho mình có một cái sân thượng rất là rộng và rất là lớn để mình lên vui chơi và hóng mát. Cũng như nếu gia đình có nhu cầu cần làm thêm phòng thờ trên này thì chị sẽ hỗ trợ cho mình làm thêm một cái phòng thờ ở phía bên trên này. Cái phòng thờ rất là rộng rãi và thoáng mát. Và với căn nhà nằm trong khu đang xây dựng cũng như công trường xây dựng siêu thị EMAT, và dự kiến là cuối năm nay sẽ hoàn thành với siêu thị nằm sát với căn nhà của mình, thì thuận tiện để gia đình mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán hàng online, và thuận tiện để mình đi siêu thị vui chơi hóng mát hàng ngày. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.